Câu hỏi của khán giả Trần Cao Lãnh, số điện thoại 0167, 3 số cuối là 941 ở Đắk Long, Đắk Nông. Câu hỏi như sau. Đang trồng 700 cây chanh dây được 3 tháng. 3 tuần nay thì thấy lá bị sần và đọt không phát triển. Bổ quả ra thì thấy vỏ dày và ruột ít. Đã dùng Mancozeb, Ridomin nhưng không đỡ và đã bị 30% vườn. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng thưa anh Lãnh, câu hỏi của anh đã được chuyển tới chuyên gia Đinh Văn Thành và nhận được câu trả lời như sau. Thưa khán giả và thưa bà con, cái trường hợp mà cây chanh dây lại có cái triệu chứng là lá thì bị sần lên, rồi cái quan trọng nhất là đọt thì lại không phát triển. Còn quả mà vỏ dày và ruột ít thì cũng có khả năng là một là những cái năm đầu thì nó hay có cái hiện tượng ấy, những cái năm sau thì nó sẽ đỡ hơn, nó quả nó vỏng, vỏ nó mỏng đi, ruột nó nhiều lên. Hoặc là những cái cũng có khả năng nữa là cái vỏ dày hay vỏ mỏng ấy thì nó còn thuộc vào đặc tính của giống. Thì cái đấy thì đấy, những cái năm càng những cái năm già ngày đằng sau càng nhiều năm thì nó cái hiện tượng ấy nó cũng sẽ đỡ đi. Thế còn những cái năm đầu thì nó thường hay có cái hiện tượng như vậy. Thế chỉ có một cái là cái đọt không phát triển và lá bị sần lên thì bà con lưu ý cho tôi là thế này. Kiểm tra xem là cái đọt nếu mà nó không phát triển là bà con kiểm tra lại xem là có phân bón đã đủ chưa. Đấy, nhiều khi là chúng ta, thứ hai nữa là nhiều khi chúng ta chưa bón đủ phân cho cây thì nó cũng sẽ bị cái hiện tượng đó. Hoặc là đất nó chua quá, hoặc là những cái yếu tố về sinh thái nó chưa phù hợp thì nó cũng sẽ có cái hiện tượng là đọt không phát triển. Thế còn nhưng mà với chanh dây thì bà con rất lưu ý cho tôi là trước khi trồng thì bà con phải khử đất cho nó kỹ, khử cái lớp đất mọt bằng vôi bột. Đấy, khử vôi bột cũng phải mất 2 tuần. Thế và tất cả hai cái công đoạn này là mất một tháng rồi thì sau đấy chúng ta mới bắt đầu là bón phân chuồng ủ trộn với nấm Trichoderma cho bón lót cho cây. Đấy, để nó khi nó, cây nó bén rễ cái là nó có dinh dưỡng, nó phát triển ngay. Đấy, thì những bà con tuân thủ như thế nó sẽ đỡ bệnh đi. Thế còn cái trường hợp này thì thực ra cũng chưa có phải là cái biểu hiện gì, nó chỉ có thấy là bị lá sần lên thôi, đọt không phát triển thôi, thì phải xem lại vấn đề dinh dưỡng trước đã, chứ chưa phải là hiện tượng bệnh lý, cho nên chúng ta chưa dùng thuốc ở cái trường hợp này. Đấy, mà kiểm tra lại xem dinh dưỡng như thế nào, vì đây hoàn toàn là cái câu hỏi này chưa thấy bà con đả động gì đến cái chế độ bón của cây, mà cái đấy thì rất quan trọng, nó sẽ liên quan đến tất cả các cái triệu chứng của cây là sinh trưởng khỏe hay yếu, rồi thì các thân lá ra làm sao, như thế nào đấy, và tốc độ sinh trưởng ra làm sao. Nhưng giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc là vì làm sao đấy, nhưng vừa rồi bão rồi nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm.
VTC16 xin nghe ạ. Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus gây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa ạ? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145 luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam.